thì hôm nay mình với Xin sẽ quyết định làm kem để ăn giải nhiệt mùa hè nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị nguyên liệu làm kem nha các bạn. Đây là muối nè, sữa nè, và dụng cụ làm kem và nước đá nha. Bây giờ mình sẽ để nước đá vào cái nồi này nha các bạn. Không, để mẹ để cho. Mình để nước đá để nó tạo độ lạnh cho kem nó mới nhanh đông. Mình để lên đây đi. Và sau đó mình để một ít muối vô nha, để cho nước đá nó tăng độ lạnh với nó lâu tan hơn. Đúng rồi con. Mình trộn lên. Con muốn làm hả? Dạ. Con làm thử đi. Trộn lên, trộn lên. Trộn muối lên cho đều. Mình để cái thau này lên nha. Mình để gì nè. Sau đó là mình sẽ chế sữa lên. Đây là sữa dâu. Rồi mình sẽ khuấy. Mình sẽ vừa khuấy mà vừa lắc cho nó nhanh lạnh đó các bạn. Không muốn khuấy không? Nè, ở đây mày dịch cho. Đây, để gần lại. Vừa vừa nhẹ nhẹ để nó văng ngoài xíu. Các bạn ơi, mình thấy cái lượng sữa nó hết. Mình sợ nó không đủ, bây giờ mình chế thêm miếng sữa nữa nha. Wow. Wow, nhiều quá mẹ ơi. Rồi, chạy đi, quậy lên nhanh lên. Cho nó sạch đó. Lạnh quá à. Nấu đồ ăn kem cho mọi người ăn. Wow. Để cho khách hàng chứ là mẹ. Mẹ là khách hàng á. Mẹ là phải ăn hết 19 tô kem lạnh. À. Rất là lạnh luôn. Nãy giờ mình đánh lại khoảng 15 phút rồi đấy các bạn. Nhưng mà nó chỉ có cảm giác là hơi sạch hơn. Nó hơi lạnh cái này thôi. Nên mình đã đổi sang cái nồi bự để cho nó để nhiều nước đá hơn cho nó mau lạnh. Lạnh quá hả? Đây nè các bạn dòm nè. Cái nồi bự này ha, mình để nhiều nước đá đó, nó sẽ đông đây nè, nó đông ở dưới đây bắt đầu nó sẽ đông lên cái thau của mình. Để bụng người ta mẹ lạnh lắm nè. Ừ, lạnh lắm. Lạnh quá. Bây giờ mình sẽ để muối với nước đá thêm cho nó tăng độ lạnh nha. Xin con múc muối để vô đây giùm mẹ đi. Nè, mày dở nè. Cầm quá sát ba cho nó vậy. Đúng không? Miếng nữa đi Xin. Miếng muối nữa đi. Rồi, múc đá để vô. Đúng rồi, để thêm nữa, để thêm miếng đá nữa. Ừ, để cục bự đó luôn đi con. Rồi, cục nữa đi, cục bự nữa đi. Đúng rồi, cục đó đi. Để cái tay đỡ vô. Rồi, để vô. Bữa ơi. Các bạn ơi. Đấy, thấy thèm thèm rồi đó. Đẹp sữa dâu nó thấy thèm thèm vậy đó. Thơm ha. Wow, nó sọt rồi nè các bạn ơi. Ừ. Đây mình dịch ra. Thật quá mẹ ơi. Đó. Thật quá. Giờ nó nè sọt rồi nè Xin. Thật rồi. Màu trắng kìa mà. Đúng rồi, sắp làm kem rồi. Cố lên mẹ ơi. Quyết tâm. Ha, để thêm muối gì nó đá vô thêm. Xin nhanh để nó tan nha Xin. Để không kém. Nè, để sát vô chị kém. Xin định để muối vô kem các bạn ơi, chứ làm kem mặn lè luôn. Để nước đá đi. Ừ, để cục này. Đúng rồi, để thêm cục nữa đi con. Cục bự, bự đó đó, đúng rồi. Để vô. Rồi, để mẹ quậy. Mình mới nhấc ra có xíu là nó đã đi. Mày giống nước biển quá mẹ ơi. Nước biển đó. Nước đó có muối mà. Nó mặn rồi, đúng rồi. Mặn quá. Các bạn, mình đã tìm ra được chân ái là mình phải buông cái thau ra cho cái thau nó xoay vòng tròn như vậy nó mới nhanh sệt nè các bạn thấy không? Ủa, nó nhanh sệt. Hồi nãy mình vịnh lại cái nó lâu sệt lắm. Wow. Gì? Xay. Xay hả? Dạ. Được không nè, xay thử đi. Nhanh để nó tan. Wow, nó nặng rồi nè, nó đăng vô đá nè. Ừ, đúng rồi, xay mạnh lên xin.
Nặng tay không? Không. Khỏe lắm. Khỏe lắm nè. Quá, nó sọt lắm luôn rồi kìa. Nó sắp thành kem rồi xin. Quấy mạnh lên gì? Chứ nó đánh. Nó không thấy quen cũng như vậy. Các mình sẽ để đi một miếng nước đá nữa cho nó hỏng lên cho nó để nước đá vô đây nhanh để nó tan thêm nữa một chút nữa chỉ thật lắm nghe pha là văng kem ra ngoài luôn chỉ thật là con đánh là chưa sẽ nói nó thành kem rồi nè. Mẹ ơi, hình như mình hiếu hiếu cái gì đó mẹ. À đúng rồi. Mình với xin mua topping xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ topping vô cái dĩa nha. Để một chút trang trí. Ô kệ đó là kẹo. Okay. Kẹo bút chì. Bút chì siêu to đúng rồi. À, nó có mấy viên kẹo nè. Wow. À, viên màu cam nè. Viên màu vàng này bị bể rồi. Viên màu màu nâu. Màu nâu. Đây là màu đỏ. Đây mình sẽ để cái này vô. Wow, hấp dẫn quá nè. Sao dài dữ vậy? Dài hơn của con luôn nhưng nó nhỏ. Bút chì nha các bạn. Để mình vẽ. Một, số 1 nè. Số 2 nè. Số 5 chứ. Ủa, từ số 2 thành số 5 luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra nha các bạn. Wow. Em hãy múc cho xin trước nha. Dạ. Đây là thấu kem của Xin rồi, xin trang trí đi. Thì mình sẽ múc cho mình. Cái dành nó đông cái ngắt rồi nè các bạn. Vừa đủ 2 ly luôn. Quá hay. Rồi. Đây là ly của mình. Giờ mình sẽ trang trí nha. Màu vàng, màu đỏ, màu vàng. À quên. Hai cái mũi. Đây là hai cái mũi đây. Hai cái mũi của con hổ. Mẹ. Trời, của mẹ mới đẹp nè. Hai con mắt, cái lỗ mũi với cái miệng nha các bạn. Giờ mình cho nó thêm hai cái sừng nữa. Em nó bắt đầu tan nè các bạn. Ui, kem này nó nhanh tan quá, không biết ăn tí xíu. Các bạn thấy đẹp không? Wow. Bây giờ mình ăn thử nha. Dạ. Nè, muỗng của con nè. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Đây là kem của mình đây. Hồi nãy nó màu hồng, giờ nó hết màu hồng rồi, nó chuyển sang hơi trắng trắng rồi. Đây, kem của mình đây. Mời các bạn ăn nha. Hơi lạc xin ha. Dạ. Hơi lạc. Dạ. Này tốt bình. Bánh sô cô la. Ngon quá. Đây là tấm bình của Xin mua. Sô cô la thì đã sô cô la. Ở trong đây nè, hồi nãy bẻ. Ngon. Đúng giả nhiệt mùa hè luôn. Đúng. Mát lạnh luôn nha các bạn. Mát lạnh luôn các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Ủa. À cái này nó có nhưng tưởng nó không có nhưng lắm. Nhưng mà nó có nhưng hút không lên. Từ mẹ ơi đổ nha. Cẩn thận. Dứt ra ngoài luôn nha, dứt ra ngoài luôn nè. Đó,
mình nói mà. Sao vậy? Nè còn dính miếng ăn, dính lên áo luôn. Không sao. Các bạn thấy không? Uống cái gì nữa chứ cũng lâu tan lắm nha. Uống đi. Ăn nước. Ăn nước, tôi sẽ tan ngàn nước. Thành sữa rồi. Đúng rồi, cái này mình làm từ sữa mà nó tan ra thì nó sẽ thành sữa lại. Nó ngọt cái vị thanh thanh ngon lắm các bạn. Giải nhiệt. Chấm vô đây ngon lắm á mà. Bánh đúng rồi, bánh nó chấm vô. Ngon. Cái kẹo này nè, cái kẹo này nó hơi ngọt nha. Ăn chung với kem này là đúng luôn nè. Nó giảm độ ngọt xuống. Mày chấm thử cái bánh này giống xiên ngon. Ngon quá các bạn ơi. Clip làm kem này của mình chỉ có như đây thôi nha các bạn. Cái kem này á, thì mình làm thấy cũng dễ, mà ăn nó cũng vui vui với nó thú vị lắm, giải nhiệt cũng được. Mình sẽ kết thúc video này ở đây nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy video này hay và thú vị thì nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên cho mình xin một thích và một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Chào tạm biệt các bạn.